Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của anh. Chấp thì 72. Anh em yêu thích bộ này nhớ đăng ký kênh nhiệt tình nhé. Cái gì? Cái tên Trấn Tùng Lưu Thương Đấu này. Nhanh, đi tìm hắn về. Hôm nay là ngày Thiên Long Bang ta thân lên tông môn nhất tình. Hắn cũng sẽ tiếp nhận vị trí của phó bang chủ. Lúc này không mất, đây cũng ra thể thống gì chứ. Tuân lệnh. Từ nói vì sau Lý Vân Không ta chính là thiếu bang chủ của tông môn nhất tình. Lễ của lưu gia Thanh Hóa Thịnh Thiên Long Bang. Lời chấp sự đã lâu không gặp. Chúc mừng Lý bang chủ nha. Lời chấp sự à, lần này vẫn là dựa vào mặt mũi của lưu gia Thanh Hóa Thịnh tại thành ngài. Tôn đại sư mới đồng ý giúp ta chế tạo biển hiệu kia, quả thực là cảm kích vô cùng. Liêu hoàng chủ qua khách sáo rồi. Lệnh lang cùng tiểu thư nhà ta tâm đầu ý hợp. Ngày sau ai và chúng ta cần là thân tích. Chứ chuyện nhỏ này có đáng là gì chứ? Liêu hoàng chủ vì này là thiên tài cường giả Trần Tiên Hào do Thanh Hóa quân phái tới. 20 tuổi quân lên cảnh bát trọng rồi. Chính là đối tượng của Thanh Hóa quân trọng điểm bồi dưỡng. Quả là tự cổ anh hùng xuất thiên niên. Lý mộ bái phục, bái phục. Lý bá phụ à, không cần phải như thế. Ta và trưởng tử của bá phụ Vân đại ca, nhưng là kết giao sinh tử. Lần này cũng là Vân Phong đại ca đang chấp hành nhiệm vụ, không có cách nào thoát thân, mới phái ta tới là xem lễ thôi. Thì ra con cùng Vân Phong giao tình như thế. Vậy ta liền gọi con một tiếng hi chất đi. Lý bá phụ quá khen rồi. À bang chủ à, nhất đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể đi tới hội võ trường tiến hành khai tông đại điện rồi. Rất tốt. Hai vị mời đi theo ta tới hội võ trường. Lý bang chủ mời. Mau nhìn kìa, bọn họ xuất hiện rồi. Đi trước mặt chính là Lý Thiên Long. Sau khi Lý Thiên Long chắc là cường giả của lưu gia Thanh Hóa Thịnh, còn có cao thủ của Thanh Hóa quân nữa. Hai nhà đều là tài to mặt lớn. Lý Thiên Long bàn thật là một bước lên trời mà. Thiên Long bàn uy vũ, bàn lý chủ bá khí. Những người này đang vì ta hoan hô à? Không sai. Hôm nay là ngày đăng phong của Lý Thiên Long ta. À bằng chủ à, hiền chất này làm cái trò gì sao còn chưa đến? Cái gì? Mặc kệ hắn đi, đợi điểm quan trọng hơn bắt đầu đi. Rõ. Làm sao, có chuyện gì vậy? À không có, mời hai vị ngồi ở đại điện sắp bắt đầu rồi. Thì khốn kiếp nhất này, quan trọng như hôm nay mà lại dám cùng tới. Trở về ta sẽ xử lý người sau. Các vị à, bảy nhân già các chính là đạo. Chính đạo cảm tạ các vị có thể gác công việc tới tham gia khai bang đại điển của Thiên Long Bang ta. Thiên Long Bang đã được thành lập 28 năm với tài dẫn dắt của bang chủ Lý Thiên Long. Tới nay đã có mấy vạn người trong bang rồi. Trong đó cường giả chân linh cảnh 3 người, cường giả chân nguyên cảnh hơn 4 vạn người, cường giả luyện nguyên cảnh hơn 7 vạn người. Trời, không ngờ bà Thiên Long lại có tới 3 người chân nguyên cảnh hơn 4 vạn người ư. Nguồn thế lực này càng quyết vài đại gia tộc cũng không thành vấn đề đó. Thiên Long Bang quá mạnh rồi. Đó là đương nhiên, đây chính là cơ nghiệp của Lý Thiên Long ta gây dựng nên. Lý Thiên Long này mặc dù là thực lực không cao, nhưng là quyết đoán và thủ đoạn tuyệt đối không yếu, là một quái vật. Sau khi trở về phải tìm gia chủ khiến giải, nhanh chóng thúc đẩy hôn sự của Lý Vân Phong cùng với đại tiểu thư. Không hổ là phụ thân của Vân Phong đại ca, phu tử đều nhân kiệt. Hôm nay Thiên Long Bang ta chính thức khai bang lập phái, thăng cấp thành nhất tình tông môn. Vì thế thiên tài Trần Thiên Hào và Thanh Hóa quân cùng hào môn Thanh Hóa thành lưu chấp sự Lưu Kim đặc biệt tới thềm khai tông đại điển của chúng ta. Bây giờ để chúng ta hoan nghênh hai vị khách quý nào.
Lưu Mỗ ở Thịnh Hóa Thành liền có nghe qua gia chủ đề cập tới uy danh của Lý Bàn Chủ. Lần này gia chủ đặc biệt đi tà mang đến một thần lễ vật chúc mừng Thiên Long Bàn đại điển. Viên tông môn ngọc ấn này là của Lưu gia ta cung phụng, hoàng gia cao cấp chiến binh do Thuần Hóa luyện khí đàn sư chính tay luyện chế. Lưu Mỗ đại biểu gia chủ tặng cho Lý Bàn Chủ chúc mừng đại tông đại hỷ. Ui má ơi, hoàng gia cao cấp chiến binh, không hổ là hào môn của Thành Hóa Thành, ra tay thật là hào. Xin Lưu chấp sự thì tà truyền đạt lại, cảm ơn. Ngày khác Lý Mỗ tà đích thần tới cửa để cảm ơn. Lý Bàn Chủ khách khí rồi. Những ai xem chùa không chịu xem quảng cáo bên dưới ủng hộ order thì kiếm thần tà đây tuyệt đối sẽ chấm chết hết nếu gặp ngoài đời. Lý Bàn Chủ này, lần này đại thống lĩnh có quà mừng như ta đưa tới. Ồ, đây là một phần tiến cử của lệnh có thể gia nhập vào Thành Hóa Quân, hơn nữa có 3 suất, cũng chính là nói từ hôm nay về sau mỗi năm Thiên Long Bàn đều sẽ có 3 người có thể tiến cử tiến vào Thành Hóa Quân. Thành Hóa Quân có danh khó vào, bất kỳ một suất nào cũng cực kỳ khó có được. Còn 3 suất này về sau còn không phải là sẽ có một số lượng cao thủ lớn muốn gia nhập vào phần bằng Thiên Long sau. Phần lễ lễ này còn trân quý hơn cả quá nhiều so với chiến binh cao cấp hoàng cấp. Sự quốc khởi của Thiên Long Bàn không ai có thể chẳng lấy được rồi. Đó tờ sự yêu thích của Thanh Hỏa Hoàng và Lưu Gia. Lâm phiền hiền chất điệp truyền lại lời cảm tạ của Lý Vũ tới đại thông lĩnh. Được, Bàn Chủ đã tới rồi. Hiện tại xin ngài đích thần bắt đầu mở bức hoàng môn. Được. Thời khắc mang tính lịch sử, ta muốn tận mắt chứng kiến sự ra đời của nhất tình tông môn, ta cảm thấy rất là vinh hạnh. Thiên Long Bàn nhất tình tông môn, ước mơ có tí Thiên Long ta cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Nà ní, đây là cái tình huống gì vậy trời? Đây là tính là tấm biển mà Lý Thiên Tông một tiêu tốn một số tiền lớn để làm ra, là do tư thế mở của Thiên Long Môn không đúng, hay là do ta hoa mắt gì? Mộ của Lý Thiên Long, đây rồi cũng là cái tình huống gì vậy chứ? Là ai lắm? Đừng ra đây cho ta coi. Ngày chúc mừng như đại điển khởi tông của Thiên Long Bàn, làm sao lại thiếu được quà của ta tặng chứ? Lý Bàn Chủ, phần lễ vật thứ nhất ta đã chuẩn bị cho ngài rồi, ngài thấy vừa ý không? Ngươi là kiếm thuận? Lần kiếm thuận không phải là lúc trước hắn ta đã bị Lý Thiên Lộc phế vào hồn chơi chết tôi rồi, xem ra là may mắn chưa chết. Nhưng chưa chết còn chạy tới nơi này là tìm chết, đâu bị kẹp cửa rồi à? Có lẽ là cam chịu trước khi chết là muốn khiến cho Thiên Long buồn nôn đi. Người xem hắn ta con vá tới quan tài kìa. Lần kiếm thuật, người giết chết tóm địa của ta, hôm nay con dám tới đây làm loạn, người đây là đang muốn tự tìm cái chết à? Ồ, con chó nào ở nơi này sủa gì? Không nhìn thấy ta đang nói chuyện cùng với ban chủ nhân của người sao? Chó chết vậy mà lại dám sỉ nhục ta là chó. Ta phải giết chết ngươi. 74. Làm sao có thể chứ? Vậy mà lại dùng tay không đối cứng với hắc mà thường của ta. Lý Bàn Chủ, ngươi đã không biết dạy dỗ chó của tù hạ, vậy chỉ có thể do ta dạy giúp ngươi thôi. Ngươi nói cái gì? Lên. Ôi, vâng không,
Chết. À, phụ thân cứu con. Lần ký thật, người giết con trai thứ ba của ta, giết hiếp vợ của ta, giờ lại làm bị thương con trai thứ hai của ta. Hiện giờ ta thật sự hối hận ban đầu, không nghiền xương người thành tro bụi. Lần kiếm thuật thả nhị thiếu gia ra, ngươi còn có thể giữ lại được an toàn thầy. Bằng không thì ta ghét nhất là bị uy hiếp. À, phụ thân, chọc ai không chọc, cứ chọc trúng thần mình. Giờ không còn trái to. Lần kiếm thuật, ta phải chém ngươi thành trăm mảnh. Lý Thiền Lộc, cố quan tài này là món thứ hai ta dành cho ngươi. Ngươi cũng nhận lấy đi. Cút. Không thế nào. Đây là huyết nhất. Hôm nay trên đại điện khai tông của ngươi, ta đặc biệt tặng hai món quà lớn. Chúc ngươi năm nào cũng có ngày này, tối nào cũng như là hiện tại, không cần phải cảm ơn. Mộ của thí Lý Thiệt Lộc. Lần kiếm thần với con trai trợ thủ đắc lực của Lý Thiền Lộc, lại còn chúc hắn tuổi nào cũng như hiện tại. Đây là muốn hắn ta tức chết thì sao chứ. Đại triển khai tông của ngày hôm nay của Tiền Lộc coi như là hoàn toàn bị lần kiếm thần hủy hoại rồi. Đây rồi, đợi rồi xem. Lần kiếm thần còn chưa đến chân linh cảnh, ta thấy hắn là đang tự tìm đường chết. Người đâu, mang trường thương đến cho ta. Lần kiếm thuật, ta nhất thời tốt bụng giữ cho người lại toàn thay, lại tạo ra sai lầm lớn. Hôm nay ta sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Lần này ta nhất định phải nghiền người thành tro bụi, dùng máu thịt của người tế linh hồn của con trai ta ở trên trời. Lý Thiền Long, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Người ép ta gia nhập Thiền Long bàn không được, liền đặt ta vào chỗ chết. Giờ đây là đội trắng thầy điệt, nối tốt bụng giữ lại cho ta tồn thầy. Có người đê tiện đến vô địch trong đạo tiền nhân, ngươi có sở xưng đến bậc tôn mưa. Một tiểu bối mà dối bò mép như ngươi, trả giá cho sự bất kính của ngươi đi. Nên đi Lý Thiền Lộc, để ta mở mang tầm mắt. Phùng Lôi tập kích. Ui cha, không hay, không ngăn được hoàn toàn rồi. À, đáng tiếc chân quỳ ta không phải là chân linh cảnh, nhưng mà kém cũng không xa, rơi vào chỗ chết mới có thể sinh, có thể hậu sinh. Lần kiếm thôi, ta không biết vì sao ngươi lại chết đi hồi sinh, cũng không biết vì sao ngươi thế nào mà lại giết huyết nhất. Nhờ ngươi dám đối địch với ta, hôm nay cho dù ngươi là thần Phật đầy trời trợ giúp, cũng là cái chết chắc rồi. Cái gì? Xem ra ban chủ muốn dùng toàn lực rồi. Mọi người mau chạy đi. Lý ban chủ, đây đã, ta không muốn bồi tán với tiểu tử này. Lần kiếm thần, chuẩn bị chịu chết đi. Lộng chiến thiên giả. Wow. Đến hay lắm. Uy lực mạnh quá. Lần kiếm thần chết chắc rồi nhỉ. Chiêu vừa rồi cũng là tuyệt kỹ của bàn chủ. Một kích toàn lực phong ra có thể nổ tan một đỉnh núi. Lần kiến thần không tự lượng sức qua rồi. Một chân nguyên cảnh chín mà cũng dám khiêu chiến với bàn chủ chúng ta, đúng là tự tìm đường chết. Vốn muốn nhờ Lý bàn chủ bắt sống cái tên này, ta mang về cho gia chủ báo thù cho Lưu Ngạo tổng quản.
Nhưng mà cái tên này lại năm lần bảy lượt, lại khiến cho Lý Thiền Long tức giận. Tuy là cái chút đáng tiếc, nhưng bị giết chết cũng phải. Không đúng, Lăng Kiếm Thần hình đều chưa chết. Nàng ý Trần Thiếu à, ta thấy người cẩn thận quá rồi đó. Đúng đấy Trần Thiếu à, Lăng Kiếm Thần kia chẳng qua chỉ là chân nhân cảnh cửu trọng, sao có thể sống sót với một đoàn dốc hết sức của ban chủ nhà ta chứ? Nói thì như thế, nhưng mà quả như là như thế. Các người nhìn kìa. Hả? Không thể nào, đây là đoàn toàn bộ sức lực của ta. Chân linh cảnh, ta đến rồi. Nọ ní, sao có thể chứ, Lăng Kiếm Thần lại đột phá đến chân linh cảnh rồi sao? Thì ra là như vậy. Vừa rồi hắn đã mượn tấn công của Lý Thiền Long ép ân thân rơi vào tuyệt cảnh, tiến hành đột phá. Người nói cái gì? Rốt cuộc Lăng Kiếm Thần này là quái vật nghịch thiên gì vậy? Hắn mới bao nhiêu tuổi đâu chứ, ác với bản thân quá rồi đó. Không, không thế nào. Đến đồng mạnh nhất của ta cũng không giết nổi Lăng Kiếm Thần, ngược lại lấy giúp hắn đột phá cảnh giới. Rốt cuộc hắn là người hay yêu gì? Lý Thiền Long, ngươi phải không phải ngươi nói là muốn giết ta sao? Mau ra tay đi. Lý Bằng Chủ à, sao con dùng Hoàng Gia Bảo Ấn vừa rồi ta tặng? Ấn này nhất định có thể giết được Lăng Kiếm Thần. Nói đúng đấy, đây là Lăng Kiếm Thần. Có thể ép ta đến con đường này thì cả đời túi trẻ này ngươi là người đầu tiên đấy. Nhưng mà ngươi cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi. Hôm nay ngươi cười đến cuối cũng là định sẵn Lý Thiền Long ta rồi. Chỉ là hoàng dài cao chiến bình bảo ấn cổn con thôi mà. Chỉ là hoàng dài cao chiến bình bảo ấn cổn con thôi mà. Đối phó với nó đến binh khí ta cũng không cần dùng tới. Đây là người tự tìm cái chết đó. Xem đây. Sông lung xuất hải, bảo ấn giết địch. Bảo ấn này có thể hóa thành hai con chân lông. Đây là binh hồn trong truyền thuyết đấy, không hổ là lưu gia. Lâm Kiếm Thần lần này lại ghi to rồi. Giết hơn cho to. Dăm ba cái gèm, sao làm khó được anh? Tịch diệt thiền lực chiếm lấy tất cả. Hả? Cái gì? Sao thế, muốn chạy à? Rồng cũng biết sợ nữa. Tịch diệt thiền lực nuốt hai con sâu này cho to. 78. Còn con rồng thế mà lại biến mất rồi. Hoàng gia cao cấp chiến binh bảo ấn là bị Lăng Kiếm Thần tiền tay phá giải rồi. Còn ai có thể ngăn được hắn chứ? Đây là binh hồn bảo ấn đã dung nhập sức mạnh đạo võ hồn trần cảnh cường giả đấy, sao có thể được chứ? Nếu người đã đánh xong rồi, vậy thì đến lượt ta. Huyết ảnh cuồng đao. Không, không thấy rồi. Tiêu rồi. À, Lý Bàn Sủ. Chết tiệt. Lý Thiền Long, ngươi ép buộc ta nhiều lần không tính, còn muốn giết chết cả tộc ta. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi.
Người không thể giết ta. Ta là ban chủ của Thiên Long Bang, đệ tử chân truyền của đại thống lĩnh Thành Hỏa Quân. Ngươi tưởng nói ra Thành Hỏa Quân thì ta không dám giết ngươi à? Hắn nói không sai. Không ngờ rằng sự việc lại phát triển đến mức khiến cho thiên hào ra mặt. Tinh Lân kiếm thần này thật sự không đơn giản, nhưng mà đến lúc dừng lại rồi. Lân kiếm thần, ngươi không thể giết hắn được. Tại sao? Người này ít nhất cũng là khoảng chừng lên cảnh bát trọng, mình không phải đối thủ. Đúng như Lý Thiên Long nói, bởi vì con trai của hắn là người của Thanh Hỏa Quân ta. Thanh Hỏa Quân, đó là đội mạnh nhất của thành Thanh Hòa đấy. Vô số người trẻ tuổi mơ ước có thể vào được đó. Nghe nói chỉ cần gia nhập vào Thanh Hỏa Quân, gia tộc có thể nhận được sự che chở. Trong vùng Thanh Hòa này, sẽ không ai có thể to gan làm trái ý của Thanh Hỏa Quân cả. Lăng kiếm thần, cho dù thiên phú của ngươi không tệ, nhưng mặc kệ ta hay là Lý Vân Phong đều không phải là người mà ngươi có thể động đến. Thả Lý Thiên Long sau đó tự sát, ta sẽ không thể truy cứu trách nhiệm của tộc người ngươi. Lăng kiếm thần, thiên phú của ngươi có mạnh đi nữa thì sao chứ, cuối cùng cũng không thể giết được ta. Còn không mau ngoan ngoãn nghe lời đi, bỏ đầu xuống. Thanh Hỏa Quân thực sự quá cường đại, đừng nói là lần kiếm thần, chứ dù là đến cả trong lần già tràng cũng không thể làm gì được. Xem ra Lý Thiên Long may mắn nhận được mạng về rồi. Lý Thiên Long ý vào Thanh Hỏa Quân, hôm nay lần kiếm thần lên ít nhiều rồi. Coi như ngươi tức thời, có Thanh Hỏa Quân ở đây cuối cùng ngươi cũng không thể giết nổi ta. Ngốn cuồng, hả? Cái gì? Muốn ra lệnh cho lần kiếm thần ta? Ngươi nghĩ ngươi có tư cách này hay sao? Lý Thiên Long chết rồi sao? Thiên Long Bang hôm nay được chính thức lên nhất tông môn, thế mà bất chủ lại chết. Lần kiếm thần thế mà lại dám giết người, hắn đúng thật là quá tàn nhẫn mà. Lần kiếm thần ngày trước đã từng nói là nhất định sẽ giết Lý Thiên Long, không ngờ lời nói của hắn lại là thật. Người chán sống rồi sao? Lần kiếm thần, người thế mà lại không xem lệnh của ta ra gì. Hôm nay ta nhất định sẽ khiến người hối hận vì không nghe lời của ta. Làm cho ta hối hận à? Người thì có. Đến đây, để ta xem thử người có bao nhiêu bản lĩnh mà lại nói lại được coi là thiên tài của Thành Hỏa Quân. Một chiêu là đủ để lấy cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Ha! Huyệt ảnh cuồng đầu. Thức thứ nhất. Không tự lượng sức. Đáng ghét, tu vi chênh lệch vẫn còn quá lớn. Mình chỉ còn đột phá một cái nữa thôi là. Lần kiếm thần, người như ngươi ở Thanh Hỏa Quân nhiều dự kiến vậy. Giết chết người cũng như là giết chết kiến đối với ta thôi, không có gì là khó khăn cả. Bớt nó khóc lại đi. Tu vi so với tật cao như vậy cũng coi như là nhiều rồi đó. Ngay có một chiều mà giết chết ta cũng không làm được. Người đúng là phế vật. Lần kiếm thần, ngươi vừa tự hại chết người bằng cái mồm thối của người đấy. Nếu ngươi đã muốn chết sớm như vậy thì ta sẽ giúp ngươi tiễn ngươi một đoạn. Không ổn, ở phía trên sức mạnh lớn thật. Như lôi thần trưởng à? Đã thất truyền từ lâu rồi mà. Đi chết đi lần kiếm thân.
Thôi xong rồi, Lăng Ký Tôn chết chắc rồi. Đang đợi A Bảo Hán đi khiêu khích hóa thành quần đích thân, đích thiên tài chứ. Đáng tiếc như vậy, một thiên tài xong đời rồi. Một chữ này không có cách nào chào đón được. Xem ra chỉ có thể rút lui trước mà thôi. Ý, đây, phó cho ta. Nói, đến thằng mày nó còn không hiểu nữa. Thật mày, ta tới, ta kịp thời chạy tới. Nếu không phải bị người Trần Thiên Hào làm hư đại sự, thâm thập thức sao lại là ngươi? Thâm nhập thức à? Ngươi tại sao lại đây? Còn vì sao lại giúp tên tiểu tử kia? Trần Thiên Hào, ngươi chuyện tình một hồi nói sau. Ta bây giờ có chuyện quan trọng muốn làm. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ngươi có thể thật là làm khó cho ta quá hả? Ngươi tìm ta, ngươi là ai ta không biết. Ta xin hỏi ngươi, ngươi là ở trong hỗn loạn núi mạch gặp được một mặt kiếm bích, cũng lại là kiếm phá kiếm bích lên đạo vết kiếm. À, không sai. Hơn nữa ta còn ở bên trong nhận được một lệnh bài, liền mang trên người. Không nghĩ ta kiếm ý lại để cho ta tăng thêm một cảnh giới nhỏ. Quả nhiên là như thế này. Ta xài đúng mấy tháng, rốt cuộc cũng tìm được người rồi. Lên ngựa chúng ta trở về đi. Đứng lại. Tiểu tử này không có thể đi. Ngươi vừa có cái gì? Trần Thiên Hào lại muốn ngăn ta? Ngươi không nhịn được rồi sao? À không, không vậy. Thâm thập nhất, ngươi có chỗ không biết. Tiểu tử này đã giết cha của Vân Phong đại ca, ta nhất định phải đem hắn mang về cho Vân Phong đại ca xử lý. Sao? Ngươi giết được Lý Thiên Long? Lý Thiên Long muốn lý giết ta trước, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là trước giết hắn. Thế thì có gì sai chứ? Ngươi nghe chưa? Nhìn tới hết thấy đều là Lý Thiên Lỗi giết tự mình gánh. Trách không phải Lăng Kiếm Thợ. Cái gì nhưng... Nhưng mà cái gì? Lăng Kiếm Thợ là người đích thân ta tìm. Đừng nói là ngươi. Coi như có Lý Thiên Phong thì cũng không dám trở mặt với ta mà đưa Lăng Kiếm Thợ đi. Ngươi, nếu như lời dạy vừa nữa thì đừng trách ta thâm thập nhị ta không nói tình cảm. Được rồi, nói mặt thâm thập nhất, ta chỉ tha cho ngươi lần này. Lần kiếm thật, những ngôi xem chùa không chịu xem quảng cố bên dưới cũng hòa được. Kiếm thần ta nhất định sẽ chấm chết nếu như gặp ngôi đuôi. Tám mươi mốt. Lăng Kiếm Thợ, hôm nay coi như ngươi may mắn. Nhưng ngươi đừng có cho rằng chuyện này thế là xong rồi. Ta sẽ nói chuyện này cho Phong đại ca. Lúc đó cho dù có sự bảo vệ của người đó cũng mà khó thoát khỏi cái chết. Khoan đã. Trần Thiên Hào, hôm nay ngươi không giết được ta, vậy thì cái mạng của ngươi ta còn chắc rồi. Ta đợi đó, có bản lĩnh thì đến đi mà lấy. Nói chuyện này đã kết thúc rồi, vậy thì người mau chóng đi theo ta đi. À, đợi một chút, ta còn chút chuyện cần xử lý. Ây thôi rồi, anh đáng ghét ban cho lấy chết rồi. Cái tên nhóc là kiếm thần này thật là đáng sợ, mình vẫn phải chạy trước thôi. Ai? Là ai? À, lần gia cá chính đạo,
Đã đến nay còn chưa xong đâu, ngươi đi đâu thế? Lăng thiếu. Lăng thiếu, ta biết sai rồi, ta đồng ý dẫn dắt người có tiền lòng bạn đi theo người. Dập đầu cũng có thành ý lắm chứ. Bất luận ra sao, tôi vẫn mong người tha cho ta một mạng là được. Tại sao chứ? Lần giờ ta không thèm để ý đến thiên lồng bàn rác rưởi các người. Ta không muốn chết. Tên Lăng Kiếm Thần này có lời là gì vậy? Không ngờ lại nói không thèm quan tâm đến thiên lồng bàn. Đến lý thiên lồng cũng chết dưới tay kiếm của hắn. Càng huống hồ là thiên lồng bàn. Nói cũng đúng, Lăng gia trang sợ là sắp quật khởi rồi. Sắp sát phạt việc đó, không để hậu họa. Tâm tính như thế này sẽ được đại nhân coi trọng. Mình cũng phải để ý nhiều đến hắn mới được. Tiếp theo, quăng. Ui cha, trường khí mạnh quá. Tên đống đổ nát. Kết thúc rồi sao? Đây là cờ của thiên lồng bàn. Người có thiên lồng bàn nghe lệnh. Từ hôm nay trở đi, thiên lồng bàn không còn tồn tại nữa. Tam diện trấn từ hôm nay quy phục Lăng gia ta. Cẩn tuân mệnh lệnh của Lăng thiếu. Lăng kiếm thật, thế mà đã tiêu diệt được thằng lồng bàn rồi. Không được, ta phải mau chóng trở về bẩm báo với gia chủ mới được. Quán trọ Tam Viêm. Cuối cùng vết thương cũng đã khôi phục lại rồi. Thiên lồng bàn cũng đã diệt rồi, vết thương của người cũng đã khỏi rồi. Giờ ngươi có thể đi theo ta rồi chứ gì? Không, ta còn một chuyện phải làm. Lăng kiếm thần, ngươi đừng có mà khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Cho dù ngươi là được đại nhân coi trọng thì ta cũng có thể ám dạ vô ảnh, tinh nguyệt vì nhân. Cái gì? Thiên hành địa nhân, nghịch chuyển âm mình. Thì đây là nguyên tắc công pháp của ám ảnh quyết ta tu hành. Sao ngươi lại biết được? Ám ảnh quyết cũng không phải là cao pháp cao thâm gì. Sau khi nhìn người sức chiều, cân nhắc một chút là có thể biết được rồi. Người ngươi có tên là thằng ngu sao? Mấy cái lời này ta cũng tin đó. Ta từng là thần giới đế sư ta đây. Nói như chuyện này không làm được thì chẳng phải sống uổng rồi sao? Không tin à? Vậy ta hỏi người, có phải là ngày nào cũng tu hành người cũng cảm thấy cơ thể lạnh buốt không? Có phải là sau khi tu luyện xong, tuy tuần hoàn máu của người cũng sẽ không lưu thông một khoảng thời gian trống? Có phải là người hay đi ngoài tiêu cấp, tiểu không hết, hơn nữa còn thường xuyên mất trí, mà đến mấy cái đêm liền eo đầu đớn, tinh thần không tốt không? Trước kia ngược gió tiêu bà cao 3 trượng, giờ thượng gió thì tiểu không ra. Sao có thể chứ? Là bị người nói trúng hết. Tiểu tử này rốt cuộc hắn là người hay yêu gì? Tất cả là vì nguyên tắc công pháp ám ảnh quyết của người đã tu hành có vấn đề. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, người cách nghĩa địa cũng còn xa nữa đâu. Lần thiếu ở Lăng đầy gà, xin người hãy cứu ta một mạng đi. Trên ta còn có mẹ già 80, dưới còn có tiểu thiếp phòng thứ 15 vừa cưới vào cửa nữa. Cái gì? Tiểu thiếp phòng 15? Với cái cớ này thì không chết mới là lạ đó. Bỏ đi, cho ngươi cái này nè. Đây là ta đã soạn mới lại công pháp của ngươi rồi. Loại bỏ tổn hại, ngươi cứ tu luyện theo trên giấy là được rồi. Đa tạ Lăng đại ca, ơn đức này ta tuyệt đối không dám quên. Sau này có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó cho ta. Ngược lại thì có một việc đấy. Lần này ca cứ nói. Ngươi đi tìm giúp ta một cái đàn đỉnh 15 cân máu tươi yêu thú.
thơm các loại tử kiềm hòa, tiên tinh thảo 36 loại dược liệu về đây. Lần này ca huynh muốn liền đan sau, tiểu đệ cũng có biết một chút về đan thuật, có cần ta giúp gì không? Không cần. Cái này thì không cần, ngươi không giúp được gì đâu. Ta phải luyện chế tam chuyển kim thần đan, đã tạo lại đan điền cho cha ta. Tạo lấy đan điền, cái đờ mờ đan điền có thích tạo lấy được à? Rốt cuộc làng kiếm thần này là yêu người phương nào vậy trời? Vượt sâu vô tận nơi đóng quần của làng già. Kiếm thần, viên đan dược kia của người thật sự có thể khiến cho tâm nặng lại đan điền ư? Sao thời gian lâu như vậy rồi mà vẫn không có chút phản ứng gì vậy? Bớt nhiều lời đi. Nhưng mà... Ý? Mọi người mau nhìn kìa, đầy cà tạ lớp 6 gì? Ánh sáng màu vàng này là... Gió... Thành công rồi. Giờ ta không chỉ nặng lại được đan điền mà còn bước vào chân linh cảnh nhất trọng rồi. Tốt quá rồi, thì tâm cuối cùng ngươi cũng phục hồi rồi. Tốt quá rồi, thì tâm ta cuối cùng cũng đôi hồi phục rồi. Có kiếm thần chúng ta chẳng cần sợ gì nữa. Kiếm thần lợi hại quá, đan điền cũng có thể nặng lại được. Ông cha, kiếm thần, ở chỗ ta còn có một ít công pháp rất thích hợp cho các ngươi tu luyện. Ngoài ra, ta đã bố trí tụ linh trận pháp khắp linh mạch nữa. Nửa năm sau, vùng đất này sẽ trở thành thánh địa tu hành. Wow, lại còn có cả loại công pháp này nữa. Nhị ca mau xem đi, cho đợi xem nữa. Kiếm thần à, có phải ngươi sắp đi không? Đúng vậy. Ngày mai ta sẽ đến Thanh Họa Quân. Tập 83. Kiếm thần bậc hiếu không thể ở cạnh trưởng bối được. Đứa trẻ ngốc à. Ngươi là rồng của hết lần già ta, là người bay lượn trên trời, vạn dặm khắp chốn, sao có thể ôm mãi cái nơi này được chứ? Vậy nên cứ yên tâm mà đi đi. Đâu đã kiếm thần à? Vi phụ và mọi người sẽ mãi mãi là hậu thuẫn vững chắc của người. Đúng vậy đó, ở nhà cứ giao cho ta đi. Người cứ yên tâm mà ra ngoài lang bạc đi, tìm nhiều cô dâu vào cho ta. Ông cha, thúc thúc à, mọi người trong làng già tràng cảm ơn mọi người. Tiểu bạch. đúng vậy, con gái ngươi nữa. Mọi người, mong mọi người cứ yên tâm đi, lần kiếm thần ta hôm nay xin thề, lần đi này nhất định sẽ giành lại vinh quang cho lần gia ta, khiến cho lần gia trang và lần kiếm thần tập vang danh vạn giới. Thanh Hỏa Thành. Đây chính là Thanh Hỏa Thành sao? Thật sự là phồn hoa hơn Trấn Tam Viên không ít. Lần này cả, ta rời khỏi Thanh Thành lâu đã quá rồi. Phải về thông báo một tiếng mới là có thể dẫn Quỳnh đi gặp đại nhân được. Quỳnh có thể đi dạo quanh đây. Đây là lệnh bài của Thanh Hỏa Quân bọn ta. Có nó trong tay thì không ai dám gây phiền phức cho Quỳnh cả. À được rồi, ngươi cứ đi đi. Là đại ca, lát nữa gặp. Nói ra thì không biết vị đại nhân thần bí kia trong miệng ấm thập nhất là ai nữa. Bỏ đi. Nếu đã đến thì cứ an tâm ở lại đi. Bách Thảo Đường, các vị luyện đan sư đại nhân, có tiệm hôm nay mới về vài dược liệu cực phẩm, hoan nghênh mọi người đến mua. Tiếc nhị, cô Quý Vương Thành vẫn đang đợi mình. Trong vòng một năm, nếu mình không có đột phá đến chân vô cảnh, vậy thì chỉ có thể hồi đà nguyện mới có thể cứu được tiếc nhị thôi.
Nếu nơi này xưng là Bát Thảo Đường, vậy thì vào trong xem thử. Ồ, vị khách quan này cần gì thế? Đây là trưởng quay đường, đừng có lo lắng. Ta chỉ muốn hỏi tinh tuyết, tinh huyết của thất tinh lắm nguy thảo và quỷ diện huyết linh chi và liệt hỏa lồng tê, các người có ba loại dược liệu này không? Đã tại đây nhau, nhưng mà tinh huyết của quỷ diện huyết linh chi và liệt hỏa lồng tê thì không có. Nhưng thất tinh lắm nguyệt hình như trong tay phó đường chủ của bọn ta có một cây, nhưng không biết ông ấy có bằng lòng bán hay không nữa. Hay là ta thấy ngài thông báo một tiếng? Không cần phải thông báo nữa. Cái gì? Ngươi vừa muốn nói là muốn mua thất tình lam nguyệt của sư tôn ta. Vị này là lòng vần đồ đề của phó đường chủ Bách Thảo Đường của chúng tôi. Ngài có thể nói chuyện mua thất tình thảo với lam nguyệt vị hắn. Thì ra là vậy. Cái hạ nói không sai. Ta muốn mua thất tình lam thảo. Đó là không biết có thể dẫn ta đi gặp không? Không cần đâu, sư tôn của ta chỉ buôn bán với luyện đan sư thôi. Ngươi về đi. Ngươi nói gì? Lão Lý à, lần sau đừng có hiểu lầm, con chó con mèo cũng được dẫn vào đây. Đường chủ đang gặp một vị khách quý ở trên lầu 3. Nó bị tiêu tử này làm phiền, ngươi gánh nổi trách nhiệm không? À vâng, tiểu nhân đã biết rồi. À chờ một lát, sao thế? Sao ngươi biết được ta có phải là luyện đan sư hay không? Câu hỏi của ngươi thật là buồn cười thật đấy. Ngươi còn không có huy hiệu cơ bản của luyện đan sư, còn dám nói bản thân là luyện đan sư. Nếu ngươi là luyện đan sư, ta chém cái đầu của ta xuống cho ngươi bóng đá chơi. Có phải là luyện đan sư hay không? Có thử là biết. Kia là phòng luyện đan của Bách Thảo Đường nhỉ? Thế thì sao, ngươi định làm gì? Tới đây, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Đúng là ảo tưởng, nói nhiều cũng vô ích. Đến lúc đó hy vọng người có thể thực hiện lời hứa. Được, nhưng nếu như người không phải thì ta sẽ chặt tứ chi của người, chờ người đừng có hòng bước chân rời khỏi Bách Thảo Đường nửa bước. Mọi người dừng lại hết đi, ta có chuyện muốn nói. Người này cược với ta, hắn là luyện đan sư. Ta muốn mời các mọi người ở lại đây làm chứng, có được không? Lâm đan sư là một trong 10 thiên tài thanh niên luyện đàn của Thánh Hóa Thành. Nếu người đã mở lời, bọn ta đương nhiên sẽ đáp ứng. Tiểu tử này mới là đôi 10 tuổi ấy nhỉ, lại dám nói bản thân là luyện đàn sư. Thiên tài như Lâm đan sư cũng không phải là sau 20 tuổi mới vượt qua được bài kiểm tra của luyện đàn sư đấy. Hắn đến huy hiệu của luyện đàn sư cũng không có, chẳng qua chỉ nhìn ra sách mấy cái thủ thuật luyện đàn thôi, đã được coi mình là luyện đàn sư rồi. Đúng là không biết trời cao đất dày mà. Đừng có nói là tật ức hiếp người. Trong nhẫn chứa ba đồ này có ba phần vật liệu luyện đàn. Đây là cơ hội chỉ còn người có thể luyện ra một viên đàn dược, mặc kệ là phẩm chất cũng coi như là người thắng. Phi lời, bắt đầu đi. Đàn nghẹt là dám coi thường ta, cho sau nghi thất bại, ta nhất định sẽ xử lý người. Nhân nguyên đan này, lúc ta ở lần già trà, không biết đã luyện chết được bao nhiêu viên rồi. Không đếm được nữa. Làm vần này, cũng đúng là ra đề trúng tấu luôn. Vậy thì bắt đầu thôi. Lúa lên. Lấy dược. Vào trong cho to. Vừa mới bắt đầu mà đã dùng lửa to như vậy rồi. Linh dược vừa vào đã bị pha hỏng. Hắn vốn là không hiểu gì về luyện đan mà. Thế mà lại chập ba phần dược liệu vào đỉnh đan cùng một lúc. Hắn tưởng hắn là luyện đan sư tôn sao? Đúng là vớ vẩn. Đến cái cơ bản nhất, có hắn cũng không biết. Cũng không biết hắn lấy đâu ra cái tự tin cá cược lấy với Lâm đan sư nữa. Tiểu tử, ngươi đã thua rồi. Ta thấy ngươi vẫn nên dừng lại đi, không kéo kết thêm dài thời gian nữa đâu. Ngươi có chắc là ta thua không?
Hử? Người làm cái gì thế? Mở to cái mắt chó của người ra, nhìn cho kỹ nào. Rốt cuộc ai mới là người thua? Nani? Đây. Sao có thể chứ? Một phần dược liệu theo lý mà nói là có thể luyện ra 36 viên đan dược, nhưng thực tế lại khó mà làm được. Hắn vậy mà luyện được hết. Đây cho dù là phó đường chủ đích thân ra tay cũng khó mà làm được. Đây là mây xương dược hương ngân tụ thành. Nghe nói chỉ có cực phẩm đan dược mới có thể tán ra được dược hương này. Mùi vị không sai được. Nhờ nghiền đàn lần thân kiếm luyện chế là cực phẩm. Không, đây là mơ. Ta là một trong 10 thiên tài luyện đàn của thành Hóa Thành. Tên đó hẹn người sao có thể lợi hại hơn ta được? Sự thật chiến thắng đã rõ ràng rồi. Lâm Vân, người thua rồi. Thì ra là thế. Ta biết rồi. Cái gì? Cách đây không lâu, Tháo Đường đã mất đi một ít nhân đàn cực phẩm. Nhất định là do người. Vừa rồi cái gọi là luyện đàn của người chán quá chỉ là lấy cho đan dược vào trong đàn đỉnh mà thôi. Ai thua rồi, đến lý sự cùng như vậy mà cũng cùng ra được. Cây không có vỏ nhất định sẽ chết. Người không biết xấu hổ cũng không ai sánh bằng. Lâm Vân à, ngươi đừng có mờ vô liêm sỉ đến mức độ này chứ. Bọn ta nhiều người ở hiện trường tên này, vốn không nhìn thấy thiếu niên này làm giả mà. Đại trưởng phu nói rồi làm. Thua rồi còn không dám nhận. Đến Bách Tháo Đường bị mất đàn dược cũng có thể lui ra được. Cũng không nghĩ xem có ai chứng minh cho hắn gì không nữa. Ta có thể làm chứng trên Lâm Vân. Với danh dự của phó chủ Bách Thảo Đường, ta đảm bảo chỗ đan dược này chính là đan dược của Bách Thảo Đường chúng ta mất trước đây không lâu. Tập 86. Anh em yêu thích bộ truyện này, nhớ đăng ký kênh và like cũng thật nhiệt tình nhé. Nếu ủng hộ tinh thần cho tài hạ thì qua ví Momo mình để vô phòng mô tả. Cảm ơn các vấn đề rất nhiều. Đến phó đường chủ của Bách Thảo Đường Vu Tranh cũng làm chứng trên Lâm Vân. Không lẽ là có thật? Nhưng mà Vu Tranh là sư tôn của Lâm Vân thì có thể làm chứng được không chứ? Nhưng mà cũng lạ, chúng ta hiện trường nhiều như người như thế, nhìn thế nào cũng không ra được thiếu niên này làm giả mà. Sư tôn mà, ngươi phải làm chủ cho con. Cái tên Lân Kiếm Thuận này trước là trộm đan dược của Bách Thảo Được chúng ta, sau lại bảy con thi thú luyện đàn vì hắn. Đồ nhi đã trở nên người non giả vốn không thể chơi lại hắn. Ôi mẹ nó, Lâm Vân, ngươi thực sự là quá vô liêm sỉ rồi mà. Lâm Vân là đồ đệ của ta, nếu nó bị điều tra là nói dối, vậy thì danh dự của ta cũng bị tổn hại. Yên tâm đi, vi sư nhất định sẽ làm chủ cho công đạo cho ngươi. Tên kia, ta nỡ tình ngươi còn trẻ, có thể tha cho ngươi không chết. Chỉ cần ngươi trả lại số đan dược này, xin lỗi đồ nhi của ta, mọi chuyện này coi như xong. Hay cho một kế, một cặp thầy trò vô liêm sỉ. Báo ta xin lỗi, các ngươi xứng à. Tiểu tử, ngươi là giám sĩ nhục ta. Thế thì sao? Vô phó đường chủ là chân linh cảnh tầng 5, mà Lân Kiếm Thần này mới là chân linh cảnh tầng 1 thôi. Hắn sợ dám động thủ sao? Lân Kiếm Thần cũng là tức quá thôi, có lẽ đã mất đi lý trí rồi. Không chắc, ta lại thấy Lân Kiếm Thần dám ra tay. Nhất định phải có sức mạnh, không chừng có thực hộ thở gì sao? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu đã như vậy thì hôm nay ta sẽ thấy mặt Bách Thảo Đường phế tin tiểu tử trốn đáng nhiều người. Chỉ dựa vào thực lực tích tụ mười mấy bộ đan dược đó của người, ấy là đến Lý Thiền Long cũng không địch lại nổi. Nói thật cho người biết, đánh bại người chỉ cần một chiêu. Ngõm cuồng, ta phế người ngay lập tức. Hồng Liên ngốc quá.
bốn lui tam kích, lui lì phong hành. Cái gì? Đây sao có thể được chứ? Thế mà lại dùng một chiêu phá được chiêu thức của sư phụ rồi. Họ ân không hay rồi. Tiêu rồi, không tránh được rồi. Lúc này, ở trong phòng lầu 3 của Bách Thảo Đường. Một đại nhân, thế nào rồi? À, bên tình của Nạp Lan Tiểu Thư quá kỳ lạ. Chỉ có luyện đan sư tam phẩm ra tay mới có một tia hy vọng chữa khỏi. Lão phu thực sự lực bất tòng tâm. Một thành vật đương chủ của Bách Thảo Đường. Một đại sư à, tiểu thư nhà ta mới có 18 tuổi, không thể nào nghĩ thơm cách được hay sao? Đào thuốc đừng có làm khó một đại sư nữa. Nhưng mà tiểu thư Nạp Lan kinh nữ, đây chính là mệnh của ta. Nếu đã không có cách gì, cũng chỉ có thể cấp nhận mà thôi. Chuyện gì vậy? Động đất à? Chuyện gì thế này? Cơn chấn động này ở đâu ra vậy? Đừng đợi cháu xảy ra chuyện không hay rồi. Vũ phó đường chủ bị người ta đánh cho trọng thương rồi. Phòng luyện đang ở lầu 1 cũng bị người ta phá rồi. Người nói cái gì? Khốn kiếp, ai lại dám hỗn sự ở Bích Tửu đường ta? Mau đưa ta đi xem thứ. Một đại sự chờ đã. Hay là để đạo thúc của nữ và tiêu nữ đi cùng ngài. Ta thúc là chân linh cảnh tầng 9, ít nhiều thì cũng có thể giúp được ngài. Vậy được, phiền hai vị rồi. Ngồi Bách Thảo Đường, hai sư đồ các người chỉ trình độ này thôi sao? Cũng quá vô dụng rồi đó. Cái đờ mờ, sao tiêu tử này lại khỏe như vậy chứ? Mấy cái đứa này đúng là cái mồm hại cái thân mà. Sao vậy? Sao hai người này lại giống như phó đường chủ Vù Trành và đồ đệ của ông ấy ở Bách Thảo Đường thế? Nhìn thì có vẻ là người thanh niên kia làm rồi. Chắc chắn Bách Thảo Đường sẽ để không để yên đâu. Tên tiểu tử đó sắp đèn đuổi rồi. Lần kiếm thật, ngươi chết chắc rồi. Chưa từng thấy ai dám đối xử với như vậy Bách Thảo Đường ta. Hôm nay ta mặc kệ ngươi có thân phận gì, ngươi cũng chết chắc rồi. Đúng là chết đến nơi rồi, con không hối cải mà. Cái gì? À, nếu người của Bách Thảo Đường đều vô sĩ như ông, ta cũng phá nát nó, vậy thì không phải là trừ hại cho dân à? Tô gan thực đi. Được chủ, cuối cùng người cũng đến rồi. Ồ, đây chính là đường chủ của Bách Thảo Đường sao? Trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất dày. Ta cũng muốn xem người có bản lĩnh gì đã phá nát Thảo Bách Thảo Đường của ta đây. Đường chủ tới rồi, Lăng Kiếm Thần, người chết chắc rồi. Không có ai có thể cứu được người đâu. Đường chủ Bách Thảo Đường, vậy thì sao chứ? Thật sự là một tên cuồng vọng. Hôm nay nếu người không thể cho ta một câu trả lời dưới, một thành vườn ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho người. Ngươi muốn câu trả lời, vậy ta phải hỏi người trước. Bách Thảo Đường gần đây có phải là mất một lô nhân nguyên đan cực phẩm hay không? Nhân nguyên đan cực phẩm? Theo như ta được biết thì chưa từng mất. Ngươi hỏi vậy là có ý gì? Được chủ, ta... Câm mồm! Cái gì? Ôi, tên này đáng sợ vãi. Kẻ thứ vô sĩ, ai cho phép người nói chuyện chứ? Nếu dám láo xược, lần hạ chân tiếp theo sẽ đập nát cái đầu của người. Nhóc con ức hiếp người quá đáng. Đây là do người bức lão phù tiếp chiêu. Bích lạc quang tuyền. Làm sao có thể? T-
tên này rõ ràng là chân linh nhất trong cảnh, quyền kinh thuận tỳ đánh ra, vậy mà lại có thể áp đảo trừ ta. Một đường chủ, chúng ta vẫn nên là nói đạo lý đi. Cái gì? Sau khi Lâm Vân của Bách Thảo được các người thua cát cược vì ta, bắt đầu mưu đồ giá họa cho ta ăn trộm nhân nghiền cảnh, nhân nghiền đang cực phẩm của các người. Hơn nữa, Vô Trình kia lại còn đứng ra làm chứng trên Lâm Vân. Hai cái tên tiểu nhân vô sĩ như vậy, ngươi còn muốn bảo vệ bọn họ sao? Ngươi nói cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Lời mà hắn nói, ta nói cái thật hay giả gì? Hình như có lẽ có khả năng chính là giống như lời Lăng Kiếm Thần nói, đều là cái do cái tên khốn nạn Lâm Vân này trong vợ phiền phức. Còn chuyện phó đường chủ làm quá thật có hơi quá đáng. Khốn nạn! Sao các người có thể làm ra cái chuyện vô sĩ như thế này? Hai người này cũng không quá biết tốt xấu hổ rồi. Bọn họ không xứng làm địa đàn sư. Bấy người vô on như vậy, nếu là ta cũng sớm đã tức điên rồi. Tiêu Nguyên Đệ đến hay lắm, cái loại người vô liêm sĩ như thế này nên đánh cho bọn họ chết tươi mới đúng. Ai đúng là sợ nhất là cộng đồng mạng mà. À đừng đem nữa, ta không dám nữa. Tiêu Nguyên Đệ, lão phu đã hiểu nhầm người. Chuyện này quả thực là Bách Thảo Đường chúng ta không đúng. Mộc Mố tại đây bày tỏ ý xin lỗi người. Một đường chủ cho rằng chỉ bằng một câu nói xin lỗi là xong thôi sao? Vậy ý của các hạ là ta có hai yêu cầu. Đầu tiên là ta muốn thất tinh lão nghiệt thảo của Vũ Trần, ngồi ra cũng muốn lựa chọn một trong các đang lưu ở trong Bách Thảo Đường làm phí bồi thường. À, tiểu huynh đệ, điều kiến này của người nói thì không tránh khỏi có cơ hội cao quá rồi. Một được chủ, không bằng lòng cũng không sao. Nhưng ta sợ rằng là phải đi mời thành họ quần tới để chủ trì công bằng rồi. Ây à, đừng, tiểu huynh đệ, có lời gì thì từ từ nói, điều kiến này ta đồng ý.